Xin chào các bạn, rất vui được ở đây cùng với các bạn lúc này. Với chúng tôi đang là buổi sáng, còn với các bạn đang là buổi chiều, tôi biết điều đó. Và rất vui chúng ta có sự tham gia của Stoumen, một ví dụ tuyệt vời trong kinh doanh này, vượt qua rất nhiều thách thức trong cuộc sống, vừa duy trì công việc của một người có chuyên môn cao về ngành y, đồng thời đạt những danh hiệu cao trong kinh doanh này, không chỉ ở thị trường Hoa Kỳ mà còn ở rất nhiều quốc gia khác nữa. Chúng ta đang sử dụng rất nhiều những công nghệ để hỗ trợ chúng ta. Ở đây chúng ta có Massimo, anh ấy sẽ giúp kiểm soát mọi khía cạnh về kỹ thuật để chúng tôi có thể thực hiện một buổi live stream tới các bạn thông qua các phương tiện hiện đại này. Cũng do đó, tôi mong muốn nhận được những phản hồi từ các bạn về hiệu quả và cảm nhận của buổi làm việc như thế này với tổ chức của các bạn. Đây đang là quãng thời gian bận rộn của chúng tôi với các chương trình BizBlast. Ngày hôm nay, ngày mai và cả ngày hôm qua, chúng tôi có 7 người bạn từ Italia mới rời đi hôm qua. Tom và gia đình thì đến đây vào đêm muộn hôm qua nên các bạn chưa thấy họ. Bác sĩ Stoumen cũng vừa đến tham dự từ California. Ông sẽ có mặt sớm để gặp gỡ các bạn. Lúc này, ông ấy đang ghé qua nhà mình, nhà ông ở gần đây. Và ngày mai chúng ta sẽ có thêm 4 người bạn từ Italia sẽ đến. Các bạn sẽ thấy các chương trình đến và đi rất nhộn nhịp. Chúng tôi có kế hoạch tuyệt vời cho các chương trình đào tạo, vui chơi với xe trượt nước, những bữa ăn vô cùng tuyệt hảo. Tôi có thể khẳng định như vậy. Các bạn chắc đã nghe rất nhiều về các món ăn của Italia. Và chúng tôi đã làm các món ăn đó ở đây, đặc biệt là với hải sản. Khi mệt và không thể nấu nướng, chúng tôi đi nơi khác. Chúng tôi đến nhà hàng Rick của tôi. Chúng tôi ghé Rick khá đều đặn đấy, bởi vì chúng tôi có rất nhiều chương trình bận rộn và nhiều điều vui vẻ để làm. Và do đó mệt mỏi và không có nhiều thời gian để cho việc nấu nướng. Và hôm nay tôi sẽ có một số điểm vô cùng quan trọng để chia sẻ với các bạn. Bác sĩ Stoumen cũng sẽ chia sẻ trong chương trình này để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho năm tài chính mới sẽ đến trong vài tuần tới. Đây là quãng thời gian để làm mới, thời gian để thiết lập lại mục tiêu, thời gian để ước mơ lớn hơn tất cả những ước mơ trước đây, hoặc để biến mọi ước mơ trở thành sự thực. Các bạn biết đấy, đây là ước mơ của tôi, như tôi đã nói với bạn rất nhiều lần, rằng tổ chức mà chúng ta đang có, tổ chức của chính các bạn ở Vương quốc Anh sẽ trở thành tổ chức lớn nhất tại đó. Không chỉ lớn nhất mà còn tăng trưởng nhanh nhất. Chúng tôi muốn các bạn hãy làm cho cả cộng đồng tại châu Âu biết rằng các bạn là ai dựa trên những điều đó. Chúng tôi biết các bạn có khả năng, các bạn có tài năng. Tôi mới có chuyến làm việc với các bạn tại hội thảo cuối tuần tháng 2 vừa rồi cùng với Jackie và Trevor. Một chuyến đi tuyệt vời và những buổi làm việc tuyệt vời với tất cả các bạn. Tôi vẫn nhớ về buổi tối tuyệt vời tại Authentic London. Chúng ta đã ngồi và trò chuyện. Chúng ta đã kết nối, chúng ta nói chuyện, chúng ta thư giãn và thưởng thức màu sắc văn hóa. Tôi rất thích mọi thứ của buổi tối đó. Đó chính là phần giới thiệu. Bây giờ tôi muốn đi thẳng vào nội dung, muốn truyền đạt cho bạn trong ngày hôm nay. Tôi muốn nói với các bạn một vài điểm khác biệt về kinh doanh của chúng ta. Tất cả được thiết kế để làm sao bạn nắm được và bạn sẽ bắt đầu năm tài chính. Có một câu nói mà tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá trình đào tạo. Ở đây tôi sử dụng lại một lần nữa. Đây là thời điểm chúng ta phải chạy khi những người khác đang đi. Nếu các bạn muốn tạo ra sự khác biệt cho chính mình khỏi sự bình thường, khỏi sự chung chung thì bạn phải chạy trong khi những người khác đang đi bộ. Bạn phải chạy, chạy, nhanh hơn. Hiện bạn đang có một cơ hội, bạn có một kinh doanh có thể dẫn bạn đến với những ước mơ của bạn. Nhưng bạn cần phải chạy cùng với nó các bạn ạ. Bạn không thể chỉ ngồi đó, nhìn mọi thứ đến và đi qua. Bạn phải tăng tốc và biến mọi thứ trở thành sự thực. Mọi thứ bắt đầu từ ước mơ. Và tôi cũng đã nói điều này nhiều lần, bất kỳ khi nào tôi đến Vương quốc Anh. Tôi luôn nói về ước mơ. Tại sao? Bởi vì tôi biết chắc mọi thứ bắt đầu từ ước mơ. Napoleon Hill trong cuốn sách của mình, Nghĩ giàu làm giàu đã nói, tất cả đều được bắt đầu bởi những khao khát cháy bỏng. Đúng, khao khát cháy bỏng ở trong bạn. Vì thế ước mơ của bạn là gì? Hiểu ước mơ của bạn, cụ thể hóa ước mơ của bạn để bạn có thể tiến bước về phía trước và thực hiện bước nhảy lớn trong năm tới. Vì thế, chúng tôi đã biết về ước mơ của bạn. Hãy nghĩ về nó. Vì thế, tôi khuyến khích các bạn sau buổi tối nay trở về nhà, nếu bạn có vợ, chồng, hãy nói với họ. Hãy nói về ước mơ của bạn. Hãy làm cho những ước mơ sống động trong tâm trí của bạn. Einstein đã nói điều này. Và đó là một trong những trích dẫn tôi rất thích. Sự tưởng tượng của bạn là sự thấy trước những điều hấp dẫn nhất về cuộc sống tương lai đang đến với bạn.
Hãy mang điều đó vào trong tim của bạn. Hãy để sự tưởng tượng song hành cùng với những ước mơ của bạn. Hãy điên rồ với những ước mơ của bạn. Hãy để chúng tràn ngập trong tâm trí của bạn. Hãy đừng trói buộc trí tưởng tượng của bạn. Và sau đó, chúng ta sẽ chuyển hóa những ước mơ của bạn thành những mục tiêu chắc chắn. Và chúng ta sẽ tiến bước với chúng trong năm tài chính tới đây. Vâng, tôi đã ở trong kinh doanh này rất lâu rồi. Tôi cũng đã sống trong cuộc đời này lâu rồi. Có lẽ là hơn hầu hết mọi người khi đã tham gia vào kinh doanh này. Và có một số điểm tôi đã khám phá ra mà tôi gọi đó là sự bí ẩn của cuộc đời, theo trích dẫn của Peter. Và vì thế tôi muốn chia sẻ với các bạn về những bí ẩn này ngày hôm nay. Và điều đầu tiên là tại sao lại có chuyện mọi người không thiết lập mục tiêu? Nếu bạn không biết điều này, bạn không biết bạn nên thiết lập mục tiêu. Và chúng ta hiểu rằng có rất nhiều người không ở trong môi trường kinh doanh, họ chưa bao giờ nghe về điều này. Bạn có thể học qua nhiều cấp độ như tôi đã từng, bạn học đại học, học những bằng cấp cao hơn nữa, nhưng không ở đâu trong các môi trường đó. Họ nói với bạn rằng bạn nên thiết lập mục tiêu cho cuộc đời. Vì thế, tôi có thể hiểu rằng phần lớn con người trong xã hội của chúng ta, họ thậm chí không biết những điều họ không biết. Nhưng bởi vì các bạn ở trong môi trường này, bạn biết những điều bạn nên làm, bạn biết rằng bạn nên thiết lập mục tiêu. Nhưng, và tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng phát hiện này là điều bí ẩn ở trong cuộc đời. Khi chúng ta biết rằng chỉ có 3% con người trên thế giới thiết lập mục tiêu cho cuộc đời, và họ ít nhất 10 lần làm việc hiệu quả hơn những người không thiết lập mục tiêu. Và chúng ta đã biết điều đó. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này nhiều lần, làm đi làm lại. Và do đó, tại rất nhiều các buổi hội thảo, trong các CD, các MP3, rất nhiều phương tiện truyền thông lặp đi lặp lại về việc hãy thiết lập mục tiêu. Vâng, chúng ta hiểu rằng một số lớn những người chưa hiểu về việc thiết lập mục tiêu. Bạn phải viết chúng xuống. Sẽ không phải là nghiêm túc, không phải là kiên quyết, không có tính xây dựng cho đến khi bạn thực sự viết nó xuống. Vậy, sự khác biệt giữa một ước mơ và mục tiêu là gì? Chúng ta đã nói về điều này rồi, nhưng hãy xem xét lại thật cụ thể. Ước mơ là điều được tạo ra, và vì thế bạn cần làm cho nó thật cụ thể. Lúc này, chúng ta đang ở trong căn nhà của tôi tại bãi biển North Carolina, nhưng tôi có thể nói với các bạn căn nhà này được xây dựng rất nhiều năm trước khi chúng tôi thực sự bắt đầu bước vào xây dựng nó. Và trong quá trình chuẩn bị, tôi và bác Barbara đã đi đến gặp những kiến trúc sư. Chúng tôi có thiết kế, chúng tôi đến mang chúng đến gặp kiến trúc sư, và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ Massimo Bini, lúc đó là ở Rome vào năm 1995. Khi đó thì tôi có kế hoạch với các kiến trúc sư cho ngôi nhà của tôi, và tôi cũng đồng thời mời họ đến hội thảo của tôi tại Rome. Và sau buổi hội thảo, chúng tôi ngồi lại và Massimo cũng tham dự. Tôi đã mở bản kế hoạch thiết kế về ngôi nhà, và chúng tôi đã bắt đầu xây dựng vào cuối năm đó. Vì thế, nó bắt đầu từ trong tâm trí của bạn. Nhưng sau đó, hãy đưa chúng lên giấy. Nó cần phải chính xác. Ý tôi là chúng cần phải được đo lường chính xác bằng các con số cụ thể, bao nhiêu mét, millimet, inch. Bạn cần phải rất chính xác về những điều đó cho mọi phần của ngôi nhà. Nó phải chính xác hoàn hảo như những gì chúng ta muốn, và chúng ta cũng phải làm như vậy với những mong muốn của chúng ta trong cuộc sống. Vì thế, bạn mong muốn cuộc sống của bạn như thế nào? Vì thế, hãy thật nghiêm túc với những mục tiêu của bạn. Và điểm khác biệt giữa ước mơ và mục tiêu, ước mơ được tạo ra nên bạn cần phải làm cho nó cụ thể, như tôi nói. Nhưng khi bạn thêm khung thời gian vào ước mơ đó, cùng với đó là kế hoạch hành động tương ứng, thì khi đó nó mới trở thành mục tiêu đúng nghĩa. Vì thế, khung thời gian cần phải làm như thế này. Khi bạn thiết lập mục tiêu trở thành Platinum, mục tiêu là trở thành Platinum, nhưng khi nào, nó không đủ tốt khi đặt mục tiêu trở thành Platinum. Bạn biết đấy, mọi người trong kinh doanh này đều muốn trở thành Platinum. Vì thế, bạn phải bắt đầu tự tách biệt mình ra khỏi những người khác ngay khi thiết lập mục tiêu một cách cụ thể. Tôi sẽ là Platinum. Năm tài chính này sẽ là năm của tôi. Tôi sẽ là Platinum vào tháng 8 tới. Điều đó có nghĩa là gì với bạn? Bạn cần phải làm rõ nó bằng những gì cụ thể nhất. Số tiền bạn sẽ có, cách bạn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Chuyến đi du lịch miễn phí của bạn sẽ có. Có thể là một chương trình khám phá trên biển Beach Plus. Wow, chuyến du lịch sẽ thực sự tuyệt vời như thế nào? Hoàn toàn miễn phí. Chúng ta sẽ cực kỳ vui vẻ khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng và lao băng băng vào những vịnh hẹp ở vùng biển Na Uy. Chúng ta sẽ chẳng thể nào ngủ được bởi sự hào hứng khi nghĩ về điều đó. Những ước mơ, những mục tiêu sẽ trở thành sự thực và sống động ở trong bạn. Vì thế, nó phải thật sự rất chi tiết và cụ thể, bạn ạ.
Khi bạn trở thành Platinum, số tiền bạn được thưởng, chuyến du lịch tưởng thưởng, tổng thu nhập bạn có, và bạn biết chính xác tại sao bạn cần phải thiết lập mục tiêu đó. Và sau đó, như tôi vẫn nhắc đến, hãy tìm kiếm những hình ảnh về mục tiêu đó. Hình ảnh có nghĩa hơn hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn lời nói. Và có nhiều cách ví von, nhưng mà bạn cần hình ảnh hóa nó. Bạn cần nhìn vào mục tiêu của bạn hàng ngày, làm tươi mới nó hàng ngày. Hãy dán những hình ảnh đó khắp nơi có thể, trên màn hình chờ của máy tính, trên tủ lạnh, trên tivi, trên gương nhà tắm, để bạn có thể nhìn thấy khi bạn cạo râu, khi bạn vệ sinh. Hãy chuyển ước mơ thành những hình ảnh cụ thể. Và có vài điểm vô cùng quan trọng về việc thiết lập mục tiêu. Không chỉ tỷ lệ người có thiết lập mục tiêu, họ thành công hơn rất nhiều so với những người không làm. Và điểm rất quan trọng nữa là chúng ta cần hiểu có hai loại mục tiêu. Loại mục tiêu thứ nhất là mục tiêu hành động. Đó là mục tiêu về những hoạt động, đó là những gì bạn sẽ làm. Loại mục tiêu thứ hai là mục tiêu về kết quả. Và do đó trở thành Platinum là mục tiêu kết quả, mục tiêu thành tựu. Bạn đạt được mục tiêu thì bạn trở thành Platinum. Vì thế mục tiêu kết quả là mục tiêu thành tựu đạt được. Nhưng để đạt được Platinum, để đạt được mục tiêu kết quả, bạn phải có mục tiêu hành động. Mục tiêu hành động là gì? Đó là những gì bạn cần phải làm hàng ngày. Có nghĩa là những hành động cần thực hiện để nó có thể tạo nên kết quả mà bạn mong muốn. Chúng ta sẽ cùng lấy một vài ví dụ để làm rõ về điều này. Bạn sẽ điện thoại đặt hẹn bao nhiêu lần? Bạn sẽ chia sẻ kinh doanh bao nhiêu lần mỗi ngày? Bạn có hoàn thành call 15 hay không? Và để tôi khẳng định với bạn điều này, bạn hoàn toàn có thể đạt được Platinum, Emerald hay Diamond mà không cần call 15. Nhưng nó rất rất không bình thường. Như tôi nói, tôi không bao giờ thấy điều đó được diễn ra trong thời gian dài. Thực tế tôi thấy có một vài người trở thành Platinum khi họ chỉ có 2 nhánh, nhưng họ không kiếm được bao nhiêu tiền bởi vì họ không có nhiều nhánh, và vì thế không thể tạo ra được thu nhập đủ hấp dẫn và không đủ để tiến lên Emerald và Diamond. Vì thế bạn phải có mục tiêu hành động. Vì thế bạn cần phải đạt được call 15 và hãy bắt đầu từ đó. Và tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn phải rất nghiêm túc với call. Bạn sẽ không thể đạt được những mục tiêu quan trọng của bạn trừ khi bạn làm call. Và nếu bạn muốn nhanh chóng, bạn muốn thực hiện mục tiêu trong những năm tới, hãy làm call 15. Có nghĩa là chia sẻ kinh doanh 15 lần mỗi tháng, không phải 1 hay 2 tháng. Chúng ta có những người làm như vậy và phàn nàn rằng nó không hiệu quả. Tất nhiên nó không hiệu quả, bạn cần làm nó trong khoảng thời gian đủ dài. Bạn thực hiện call 15 trong đủ 1 năm, có nghĩa là mỗi năm bạn sẽ có 200 lần chia sẻ kinh doanh. Và bạn thấy nó bắt đầu thể hiện tính hiệu quả của nó. Rất nhiều người đã nói với bạn về những thống kê. Bản thân tôi cũng đã tự kiểm chứng rằng nếu chúng ta chia sẻ 1.000 kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ trở thành Diamond. Và vì thế nếu 200 kế hoạch kinh doanh 1 năm, thì 5 năm tới bạn sẽ là Diamond. Nếu bạn muốn nhanh hơn giống như tôi, như bác sĩ Stoopman hay như những người khác đã từng làm được, bạn hãy làm nhiều hơn 15 lần mỗi tháng. Đâu có gì sai trái nếu bạn chia sẻ kinh doanh 30 lần mỗi tháng. Có những người chia sẻ 3 lần mỗi ngày ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều quốc gia. Tại sao? Bởi vì họ thực sự muốn thực hiện ước mơ, bởi vì họ đã thiết lập mục tiêu. Họ có những mục tiêu hành động để đạt được những gì họ mong muốn trong cuộc sống, theo đúng thời gian mà họ mong đợi. Bạn có thể làm như họ, nhưng tôi nhắc nhở bạn, bạn cần phải thực hiện ít nhất 15 lần chia sẻ mỗi tháng. Tại sao tôi lại luôn nhấn mạnh vào call 15? Bởi vì đó là dấu mốc quan trọng, nó đánh dấu việc ít nhất bạn đang làm đủ những hành động cần thiết để bạn có thể đạt được những kết quả. Vì thế, nếu bạn muốn đạt Platinum năm tới, hãy đạt mục tiêu call 15. Nếu bạn chưa phải là call, hãy làm call. Nếu bạn chưa biết về kho, hãy hỏi tuyến trên của bạn về những yêu cầu của kho và đảm bảo bạn sẽ thực hiện đúng những yêu cầu về kho. Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều người không chịu làm những điều cơ bản. Họ không làm những điều nền tảng để có được thành công. Họ muốn đi lối tắt, họ muốn bỏ qua CD, bỏ qua MP3, họ muốn bỏ qua việc đọc sách, muốn bỏ qua một số hoạt động như tạo doanh số căn bản, bỏ qua doanh số, nhưng lại cứ mong muốn nó sẽ tự xảy ra. Nó sẽ không tự xảy ra. Bạn phải có kế hoạch hành động, mục tiêu hành động đúng đắn. Chia sẻ kinh doanh. Lưu giữ lại các dữ kiện. Bạn sẽ chia sẻ bao nhiêu lần? Tại sao lại phải lưu giữ những dữ kiện này? Để bạn có thể thấy được hiệu quả chia sẻ kinh doanh của bạn. Nếu bạn chia sẻ 15 kế hoạch kinh doanh mà chỉ bảo trợ được một người, bạn cần phải cải thiện. Điều đó có gì đó không đúng. Bạn phải làm tốt hơn tỷ lệ 1/15 này. Thực tế, nếu bạn theo dõi chương trình tôi đào tạo về xây sâu các chân, tỷ lệ phải đạt được sẽ như thế này. Nếu bạn bảo trợ một người trực tiếp hoặc tiến sâu, họ muốn xây dựng kinh doanh, bạn làm việc với danh sách của họ, tìm kiếm ra ứng viên, bạn có thể vui vẻ làm việc một một
Hoặc nếu như ứng viên là người có uy tín, có năng lực, bạn có thể cùng họ làm home meeting, bạn có thể làm nhanh chóng. Và rồi bạn có thêm những ứng viên khác tham gia vào kinh doanh, cũng có thể 2 hoặc 3. Đó là mục tiêu mà tôi thường dùng khi tôi làm việc với tuyến dưới mới. Giờ tôi có 3 người với danh sách. Hãy giả sử mỗi người họ có 100 người trong mỗi danh sách. Có thể nó không giống với thực tế vì mọi người có thể có nhiều hơn thế. Nhưng bây giờ chúng ta có danh sách hơn 300 ứng viên, cộng với danh sách ứng viên của người đầu tiên, cộng với danh sách ứng viên của tôi. Như vậy có khoảng 500 ứng viên và tôi có thể STP hàng ngày. Tất nhiên, tôi sẽ gọi điện thoại để đặt hẹn. Và giờ quay lại mục tiêu hành động. Bạn gọi điện đặt hẹn bao nhiêu lần mỗi ngày? Bạn có gọi điện đặt hẹn hàng ngày? Bạn có thực hiện mục tiêu hành động? Hãy nhớ lại mục tiêu hành động của chúng ta bắt đầu bằng gọi điện đặt hẹn, chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Đó là những điều sẽ đưa bạn đến với thành công. Và đây là một điều bí ẩn khác của cuộc sống. Mọi người biết điều này. Và mọi người biết bạn đang giúp họ đạt tới mục tiêu. Nhưng tại sao họ không làm? Tại sao họ không làm điều đó? Bạn biết đấy, chúng ta sống ở trong một cái cấu trúc. Một cấu trúc áp đặt lên bạn bởi ai đó. Hầu hết các bạn đều có công việc, nghề nghiệp. Họ nói bạn phải đi làm khi nào. Họ nói bạn có bao nhiêu thời gian cho bữa trưa, khi nào bạn được về nhà, ngày nào cần đến nơi làm, ngày nào được nghỉ, bạn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày. Họ có cấu trúc trong đó có chỗ để bạn đi vào. Bạn thức dậy vào buổi sáng và chẳng cần suy nghĩ bạn phải làm gì ngày hôm đó. Không, bạn lên xe hay chạy ra phương tiện giao thông công cộng, bạn lao đến văn phòng và bạn đến đúng giờ và bạn làm cho dù không thấy thích. Để tôi kể cho bạn câu chuyện, nó mới xảy ra vào tuần trước. Tôi dậy sớm, tôi và bà Barbara luôn dậy sớm trước khi nhóm các bạn đến đây. Và khi mà bà thấy tôi đi lại không yên trong phòng, hơi lạ so với thông thường, nên bà hỏi tôi, anh sẽ đạp xe chứ? Và tôi nói, Barbara ơi, anh cảm thấy không thoải mái lắm sáng nay. Và bà lại hỏi, vậy anh định sẽ làm gì? Và tôi trả lời, anh sẽ đạp xe. Tôi vẫn sẽ làm mà không quan trọng tôi cảm thấy thế nào. Tôi vẫn phải đi làm cho dù chúng ta cảm thấy thế nào. Vẫn phải làm nhiều thứ cho dù chúng ta không muốn. Thế nên bạn làm những gì cấu trúc mà bạn đang ở đó bắt bạn phải làm. Nhưng khi thời điểm đến với bạn để có thể làm những gì cho mình, cho ước mơ của bạn, cho tương lai của bạn, đó là điều bí ẩn của cuộc sống. Tại sao mọi người không nắm bắt và làm việc? Bạn phải đi làm chính thức 8 đến 10 giờ hàng ngày, bao gồm cả đi lại, để làm việc cho ai đó, mà ở đây chỉ có 2 giờ mỗi ngày cho chính mình. Rõ ràng đây là một bí ẩn của cuộc sống. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ biết rằng khi tôi bước vào kinh doanh này, tôi đã dành tất cả thời khắc có thể vào công việc. Bởi vì tôi muốn đạt được thành công, tôi muốn có tự do nhanh nhất có thể, và tôi có được những điều đó sau 7 tháng. Tôi đã cống hiến hoàn toàn cho cơ hội này. Tôi đã được cơ cấu. Hãy nhớ bạn đã sống với áp đặt bởi cơ cấu công việc. Nhưng giờ đây, bạn ở trong một kinh doanh, bạn cần có cơ cấu kinh doanh, cơ cấu hệ thống. Và cơ cấu đó nói gì? Hãy đến BP mỗi lần một tuần. Hãy tham dự BBS mỗi lần một tháng. 4 tháng, bạn tham gia một lần sự kiện hội thảo lãnh đạo cuối tuần WRS. Đó là cơ cấu cho bạn. Bạn phải neo mình theo cơ cấu đó. Và cho dù nó đòi hỏi ít hơn hay nhiều hơn so với cơ cấu trong công việc, nhưng nó lại có tính hiệu quả cao hơn rất nhiều. Và bạn có thể đạt tới ước mơ của mình trong vài năm gì đó. Nhưng bí ẩn cuộc đời là mọi người không tự tạo cơ cấu riêng cho họ. Họ cần ai đó cơ cấu cho họ. Và khi có ai đó chấp nhận cơ cấu cho họ, nghĩa là bạn làm việc cho mục tiêu của người đó, không phải cho bạn. Chúng ta đã nói về những mục tiêu, một bí ẩn của cuộc sống, về cấu trúc cuộc đời. Tại sao mọi người không tự cấu trúc cuộc đời mình cho những mục tiêu họ muốn có trong cuộc sống? Và điểm thứ ba, bí ẩn thứ ba của cuộc đời. Tại sao mọi người không tự kỷ luật với những điều họ cần phải làm? Quay trở lại với câu chuyện về đạp xe của tôi. Tôi muốn giữ thể hình đẹp, tôi muốn có sự năng động, tôi muốn có thể đến nhiều nơi, tôi muốn làm được nhiều thứ. Nếu tôi không chịu khó luyện tập, tôi không thể có được điều đó. Nếu tôi cứ nằm dài trên đi văng đọc vài cuốn sách, rồi ngủ gà ngủ gật đến 2 giờ chiều, nếu tôi không thể ở trạng thái tốt nhất, tất nhiên bao gồm cả việc sử dụng Nutrilite, vitamin, các sản phẩm bổ sung và các chương trình luyện tập mà chúng ta đều biết. Nhưng ở đây, kỷ luật là tất cả. Theo Albert Schweitzer, người được công nhận là người đàn ông thông minh nhất thế giới, ông ấy đã nói với tất cả mọi người trong buổi hội thảo mà ông ấy tham dự rằng
cần phải là một người được định hướng bằng mục tiêu. Vì thế nếu bạn không có ước mơ để dẫn dắt các mục tiêu, bạn sẽ không bao giờ thậm chí bước chân vào bức tranh thật sự của cuộc đời. Tôi cho rằng hiện tại bạn đã biết bạn có ước mơ, bạn có mục tiêu và đã chuyển hóa nó. Và bạn đã có cấu trúc bởi vì tôi biết bạn ở trong Network 21 và các upline đã thiết lập cấu trúc cho bạn. Những lãnh đạo, họ có thể thiết lập được cấu trúc cho bạn. Bạn chỉ cần làm việc theo hướng dẫn. Bây giờ việc bạn cần làm là hãy tự kỷ luật với chính bạn. Một lần nữa, có hai loại tự kỷ luật trên thế giới này. Loại kỷ luật thứ nhất là do ai đó áp đặt lên bạn. Họ yêu cầu bạn phải làm. Không chỉ nói bạn làm gì, họ còn cấu trúc cách bạn phải làm. Ví như, anh phải hoàn thành trước 3 giờ thứ 6. Hoặc là nghe phán quyết nhé, gõ búa đây. Hoặc là bạn nên đi kiểm tra công việc khác đi bạn ạ. Loại kỷ luật thứ nhất là bạn cần phải làm công việc, hoàn thành công việc. Bởi vì bạn muốn giữ công ăn việc làm, bạn muốn có lương, bạn muốn nước, bạn muốn điện. Nhưng giờ đây bạn đang ở vào vị trí bạn cần sự tự kỷ luật để có thể thành công. Bạn phải tự đặt kỷ luật lên chính mình chứ không phải ai khác. Cũng như các cấu trúc, bạn tạo nên cấu trúc kinh doanh của bạn. Và giờ đây bạn tạo ra sự tự kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Đâu là điểm mạnh nhất của tôi có khi tôi tham gia vào môi trường kinh doanh này? Đó chính là sự tự kỷ luật. Cả cuộc đời tôi nằm trong sự tự kỷ luật, nhưng tôi cũng biết rất nhiều người không thể. Và họ cần điều đó từ người khác áp đặt lên họ. Vì thế đây là thời điểm bạn phải tự kỷ luật với bản thân. Hãy quyết định bao nhiêu SVP bạn sẽ làm. Hãy quyết định bạn phải đạt core 15. Và để hoàn thành nó, hãy kỷ luật trong việc nghe CD MP3 mỗi ngày, hàng ngày. Đó là sự tự kỷ luật. Không phải ôi tôi thấy không thoải mái lắm để làm hôm nay. Thì sao? Hầu hết mọi người trên thế giới này đều không thoải mái. Đó là lý do tại sao chúng ta có góc thứ 3 trong tứ đồ thu nhập dành cho những người. Cho dù thích hay không thích thì họ vẫn cứ làm. Và đó là vị trí bạn cần phải ở đó. Ồ, có phải mọi thứ đều khó khăn như thế hay không chứ? Không bạn ơi, đó là vẻ đẹp. Bạn hãy tưởng tượng nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư vật lý hạt nhân nguyên tử như tôi đã từng, hay bạn muốn trở thành một bác sĩ tuân theo các kỷ luật như bác sĩ Sturman. Ngày nay tôi thấy đó là những điều khó khăn. Tôi cho rằng chỉ rất ít trong số các bạn có thể thực hiện được. Tôi biết có hai bạn ở đây là bác sĩ, nhưng rất ít người có thể làm được như các bạn. Còn khi mọi người nghe tôi giới thiệu tôi là kỹ sư vật lý hạt nhân nguyên tử, tôi nhìn vào trong mắt họ, tôi thấy sự... một kỹ sư vật lý hạt nhân nguyên tử quá khủng khiếp. Nó cũng rất là thách thức để đạt được như vậy. Tôi cũng từng chơi thể thao trong trường học. Tôi cũng làm việc. Tôi cũng làm thêm việc ngoài giờ. Bởi vì tôi muốn phát triển. Tôi muốn tiến bộ. Và khi tôi tham gia vào trong kinh doanh này, tôi rất kỷ luật. Tôi muốn tiến lên. Tôi muốn thực hiện những ước mơ của mình. Và tôi bắt đầu làm việc mọi lúc. Tôi lên kế hoạch. Tôi có thời gian biểu. Tôi kiểm soát thời gian chặt chẽ. Tôi làm việc lúc này vào lúc này. Tôi hết giờ làm việc, tôi chạy về nhà. Tôi ăn rồi chuẩn bị mọi thứ cho bọn trẻ, cả giường ngủ, những gì có thể. Và rồi tôi chạy ra ngoài chia sẻ kinh doanh. Và nhiều khi tôi trở về nhà lúc 11 giờ, có khi 12 giờ đêm. Tôi vẫn dậy vào 5 giờ sáng hôm sau và bắt đầu lặp lại. Tại sao? Tôi tự kỷ luật vì tôi có ước mơ. Tôi có cấu trúc của mình, tôi sẵn sàng làm việc để đạt được mục tiêu của mình. Tôi có mục tiêu hành động, tôi có mục tiêu kết quả. Trong tâm trí của tôi, những bức tranh về mục tiêu ở khắp nơi để tôi có thể nhìn thấy. Và vì thế, tôi có mục tiêu, cấu trúc và sự kỷ luật cho cuộc đời của tôi. Vâng, đây là một số bí ẩn trong cuộc sống mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Một số trong chúng để trả lời cho những câu hỏi đến từ tổ chức của chúng ta ở Vương quốc Anh. Và như tôi đã nói, tôi rất tự hào về các bạn. Nhưng ở đây tôi vẫn muốn lặp lại. Vâng, chúng tôi rất tự hào về các bạn. Và tôi có ước mơ quay trở lại Vương quốc Anh với các bạn. Và các bạn đã trở thành số 1. Tôi biết các bạn có thể làm được. Tôi biết các bạn có thể làm được. Trở thành số 1. Các bạn sẽ thiết lập những kỷ lục ở UK. Sẽ đảo ngược thứ tự với những hoạt động của các bạn. Để đảm bảo tất cả mọi người phải thán phục về tổ chức của các bạn. Wow, các bạn thật là tuyệt vời. Vâng, chúng ta có những người rất đặc biệt ở khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể thấy những thông tin tôi đăng trên WhatsApp, Twitter, trên rất nhiều các phương tiện truyền thông chúng ta đang sử dụng ngày nay. Email, trên các diễn đàn, các hội thảo. Bạn có thể thấy những điều đó. Các bạn ở Vương quốc Anh, các bạn là một phần của thế giới. Nhưng các bạn có thể thấy những điều đang diễn ra. Vậy tại sao không làm như vậy ở UK? Vâng, có một vài điều nữa cũng đến từ thị trường UK. Một câu hỏi nữa là như thế này. Làm thế nào để một người phụ nữ có thể phát triển kinh doanh hiệu quả? Phụ nữ độc thân.
Câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa ra bạn cho bạn là hãy nhìn ra thế giới xung quanh. Như tôi mới chia sẻ, tôi có thể điểm tên những người như Repti, Abhinu, Poppy hay rất nhiều người khác đến từ Ấn Độ. Họ đang vô cùng hăng hái, vô cùng năng lượng. Họ tự phát triển. Tôi có thể kể những người ở Philippines hay cả ở đây ngay tại Hoa Kỳ. Chúng ta có những người như Ellen đang làm việc, hay Ikon đang làm và đang có kết quả rất tốt. Họ là những phụ nữ độc thân và hoàn toàn có thể làm được. Vì thế tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện vui cách đây vài năm. Chúng tôi có một phụ nữ độc thân tham gia vào kinh doanh. Cô ấy khá hấp dẫn và cô ấy thích mặc loại váy ngắn. Và một hôm cô ấy chia sẻ với một nhóm rằng tôi có hai chân khá tốt. Và trước khi cô ấy nói điều tiếp theo, điều chắc chắn là tôi sẽ cần chân thứ ba, thì chúng tôi rất là buồn cười và đều cười rỗ cả lên. Bởi vì có hai chân tốt đôi khi có thể bị hiểu lệch sang nghĩa khác. Nhưng tôi muốn nói ở đây là có thể làm được. Nó được chứng minh rất nhiều lần rồi từ các diễn giả của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ gặp sớm thôi. Angie Ross, đây là một người như vậy. Cô ấy đã từng kết hôn nhưng sau đó ly dị và tự xây dựng kinh doanh. Cô ấy đã thành công. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và sử dụng ví dụ này nhiều lần. Nhưng các bạn cần phải thông minh về điều này. Bạn không thể thu hút sự chú ý theo cái cách của cô gái trong câu chuyện tôi kể để cánh đàn ông phải chú ý vào theo ý nghĩa không hay. Bạn phải ăn mặc phù hợp, bạn phải thể hiện sự thông minh sắc sảo cho họ thấy đây là thế giới của kinh doanh. Thế giới ngày nay có nhiều thay đổi so với khi tôi bắt đầu kinh doanh, khi mà phụ nữ lúc đó ở một cấp độ khác một chút. Nhưng ngày nay họ giống như nam giới theo rất nhiều cách khác nhau. Không phải lúc nào cũng thế, cảm ơn Chúa, nhưng theo rất nhiều cách. Bạn biết đấy, không có nhiều sự khác biệt. Tôi không thấy có sự phân biệt nào giữa người phụ nữ và người nam giới, miễn là cách tiếp cận đúng đắn. Nó cũng tương tự đối với anh chàng độc thân ở đó. Anh ta có thể tiếp cận sai cách khi chia sẻ kinh doanh cho một phụ nữ và có thể gặp vấn đề với những người phụ nữ khi chia sẻ kinh doanh cho một người đàn ông. Vì thế, hãy ăn mặc phù hợp, hãy có thái độ đúng và bạn chia sẻ kinh doanh như một công việc và bạn sẽ chẳng thấy có bất kỳ vấn đề nào. Nó đã được chứng minh rất rất nhiều lần. Phụ nữ độc thân, nam giới độc thân, người có gia đình, người già, người trẻ, học thức cao, không có trình độ giáo dục, vân vân, họ đều có thể làm được. Tôi mới xem video của Suphat hôm qua khi anh ấy nói chuyện với một nhóm của anh ấy ở Indonesia. Anh ấy ở trên sân khấu và hét lớn với mọi người. Nếu một sinh viên trẻ và nghèo như tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được. Nó là một câu kết trong bài phát biểu của anh ấy. Nó đúng, không vấn đề gì khi bạn bắt đầu ở vị trí nào trong cuộc sống. Không có vấn đề gì với điều kiện mà bạn đang phải có. Bạn có thể làm được. Kinh doanh này đã đủ lâu để có những minh chứng cho điều đó. Rất nhiều lần. Câu hỏi tiếp theo từ nhóm UK là làm thế nào để kết nối với ứng viên? Nó mang nghĩa làm thế nào để giao tiếp tốt với mọi người? Và đó chắc chắn là một chủ đề mà tất cả chúng ta đều cần thực hiện. Tôi cũng phải làm việc với điều đó. Bạn đã biết tôi xuất phát từ cấu trúc mà tôi đã chia sẻ với những chiếc búa giơ cao, anh phải hoàn thành đi, nếu không thì... Và tôi cũng là người phải làm việc cho tôi, phải hoàn thành mục tiêu. Và tôi chuyển qua cấu trúc của tôi, cấu trúc của kinh doanh. Bạn thấy đấy, nó đòi hỏi sự kết nối với mọi người. Vậy làm sao để mà bạn có thể kết nối với mọi người? Tôi phải học. Và tôi học đầu tiên và nhiều nhất từ Dale Carnegie. Và ông ấy nói, hãy đặt câu hỏi. Và tiếp theo câu hỏi là lắng nghe câu trả lời mà bạn nhận được. Đó là điểm nhiều người mắc phải sai lầm. Rất nhiều người đặt câu hỏi nhưng lại không nghe câu trả lời. Tôi có thể chứng minh dễ dàng. Bao nhiêu lần bạn đặt câu hỏi tên bạn là gì, họ trả lời và với cho bạn. Nhưng chỉ sau 3 giây bạn không nhớ tên của họ. Bạn đã không thực sự lắng nghe, bạn không tập trung vào câu trả lời. Và do đó bạn đặt câu hỏi, bạn phải lắng nghe câu trả lời. Và bạn đã có được ngay sự đánh giá cao từ người bạn mới. Đó là điều Dale Carnegie hướng dẫn về kỹ năng với con người. Tôi cũng có 7 bài học hướng dẫn về kỹ năng này. Bạn có lẽ đã có nó khi cô lên gửi cho các bạn. Tôi hướng dẫn 7 bài học về hoạt động kết nối với mọi người và một video 15 phút giải thích chi tiết về những điều này. Tôi tự làm và nó mang tính chất cá nhân. Vì thế, hãy học cách kết nối. Tôi sẽ chia sẻ về tiến trình thực hiện những điều này. Nó rất đơn giản. Nhưng trước hết, bạn cần phải có khao khát lắng nghe từ mọi người và tìm ra điểm hứng thú.
Nhưng trước khi tôi đi vào điều đó, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện diễn ra vào tuần trước, ngay trên bãi biển này. Alessandro Dasaremo, một người mới đạt được Emerald trong tuần này, hoặc có lẽ là tuần tới. Tháng này, anh ấy hoàn thành mục tiêu Emerald và đang tham vấn cho mục tiêu Diamond. Và chắc cũng không lâu nữa, anh ấy sẽ đạt. Anh chàng có một thân hình rất đẹp, đi dạo trên bờ biển vào buổi sáng. Và ngày hôm đó, bạn biết đấy, chúng tôi thường đi xe đạp vào buổi sáng. Thông thường, chúng tôi đạp khoảng 35 km. Chúng tôi đến vùng dân cư. Các bạn có lẽ cũng biết khu vực đó. Robert đã đến đó. Đó là khu vực khá đông người, sát bờ biển, với các cầu tàu cho tàu đánh cá, các nhà hàng. Và đó là khu vực có rất nhiều người lướt ván. Vâng, chúng tôi dừng ở đó, hít thở không khí sau khi đã đạp xe và chuẩn bị để đạp xe về theo chiều ngược lại. Vì thế, chúng tôi ngồi xuống. Và lúc đó, có một anh chàng trẻ, khá cao ráo, có một mái tóc nâu vàng. Anh ta cũng ngồi ở đó với cánh tay được bó trong một cái giá, có lẽ cổ tay bị gãy. Giờ thì tôi biết chắc chắn điều đó vì tôi đã hỏi đúng. Tôi hỏi với anh chàng đó, điều gì xảy ra vậy? Anh đã làm gì mà ra nông nỗi này? Anh ta trả lời, tôi bị gãy cổ tay. Và tôi hỏi, vì sao vậy? Lướt sóng à? Anh chàng trả lời, không, tôi cưỡi ngựa đi loanh quanh với bạn bè tôi sau khi lướt sóng. Tôi nói, ồ, vậy anh lướt sóng bao lâu rồi? Và anh ta nói, tôi nói cho bác biết, tôi đứng thứ hạng tư trong những tay lướt ván cừ khôi ở bờ biển phía đông. Cậu ta mới 14 tuổi. Sao tôi lại biết điều đó? Bởi vì tôi hỏi cậu ấy. Tôi đã nói thật là tuyệt vời. Và tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Cậu ta nói là 14 tuổi. Tôi khá ngạc nhiên vì chiều cao của cậu ấy. Anh chàng khá thú vị. Và chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều cho đến khi chúng tôi quay trở lại về. Alessandro đã nói, tôi không thể làm như vậy. Và tôi hiểu điều đó. Bản thân tôi cũng không thể làm được như thế, cho đến khi tôi nghiên cứu và học cách làm điều đó. Hiện tại Alessandro có rất nhiều những điểm mạnh và nhờ đó anh ấy đang tiến đến Diamond. Nhưng nếu bạn có thể làm tốt hơn, hoàn hảo hơn việc kết nối, làm cho họ nhanh chóng có thiện cảm với bạn, bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Tất nhiên, bạn có thể phát triển thành Diamond mà không cần điều này. Nhưng nếu bạn không phát triển cùng nó, tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ phải học nó nhanh thôi bằng cách đặt câu hỏi, thu hút sự thiện cảm và quan sát. Nó không khó đâu, hãy bắt đầu với những câu hỏi đơn giản. Tôi bắt đầu với những câu hỏi đơn giản với cậu bé, bởi vì tôi nhìn thấy cổ tay của cậu ấy gãy và rõ ràng, và vì thế mà tôi hỏi, chẳng thấy có lý do rủi ro nào cả. Vì thế tôi hỏi những câu hỏi rất đơn giản và cậu bé đã vui vẻ trả lời. Khi tôi gặp mọi người, thông thường tôi sẽ hỏi, anh đến từ đâu? Đặc biệt, khi chúng tôi đến nhà hàng Rick để có bữa tối, tôi có thể hỏi han điều gì đó trong khi chờ đợi các bạn Italia đến. Tôi đứng dưới hiên và chờ đợi, và tôi nói chuyện với một người đàn ông. Anh đến từ đâu đấy? Anh có kỳ nghỉ ở đây à? Anh ta trả lời, tôi đến từ đây, từ đó. Và tôi hỏi, anh ở đó làm gì? Những câu hỏi rất đơn giản. Anh ấy trả lời, tôi làm dịch vụ về cho thuê xe. Và tôi hỏi, hay quá, anh có bao nhiêu chiếc xe limo vậy? Tôi thể hiện sự hứng thú với anh ấy. Và các bạn biết không, anh ấy đã chia sẻ rất là chi tiết về bao nhiêu chiếc xe anh có. Và từng chiếc xe, anh ấy mô tả rất rõ về chiếc Mercedes, chiếc limousine. Anh ta rất vui vẻ chia sẻ về những gì mà tôi không rõ. Tôi cũng nói, tôi cũng đi khắp vùng Bắc Carolina. Anh ấy lại hỏi, có thể anh sẽ cần dịch vụ của tôi đấy. Và tôi trả lời, hầu hết yêu cầu về xe cộ của tôi thì lại ở vùng New Jersey, nơi tôi sống. Và anh lại hỏi, ngài làm gì ở đó thế? Và lúc này, anh ấy đã mở cửa. Anh ấy đã mở toang cánh cửa. Tôi đã kết nối và anh chàng đã có thể hiện cảm tại điểm đó. Và sẽ không khó để tiến xa hơn từ điểm này. Bạn thấy đó, bạn có thể kết nối bằng những câu hỏi đơn giản. Và khi các bạn có đủ thiện cảm, bạn mới hỏi những câu hỏi khó hơn. Mà nếu như bạn hỏi ngay từ đầu, họ sẽ không muốn trả lời. Ví dụ tôi hỏi, này, anh làm công việc gì? Anh ấy sẽ nghi ngờ, anh là ai? Nhưng nếu tôi hỏi, anh đến từ đâu? Tất cả mọi người đều sẽ trả lời. Vì thế, trước khi tôi chia sẻ kế hoạch kinh doanh, tôi cũng đặt câu hỏi. Tôi muốn tìm hiểu về họ. Bởi vì tôi đã học được rất lâu rồi rằng tôi cần phải chia sẻ kế hoạch họ muốn, không phải kế hoạch tôi muốn. Lúc mới bắt đầu, tôi luôn tập trung vào chia sẻ rằng tôi muốn bỏ công việc làm của mình. Tôi muốn nhanh nhất có thể, nhưng tôi cũng nhận thấy rằng nó không liên quan đến mong muốn của người khác. Không nhiều người mong muốn điều to tát đến thế. Nhiều người chỉ muốn kiếm thêm được $100 mỗi tháng.
và họ đã làm như vậy trong 3 năm. Họ kiếm được 100 đô la mỗi tháng. Đó cũng là câu chuyện khá dài để kể lúc này. Nhưng rồi đến lúc họ quyết định trở thành Silver Producer và họ làm được trong 5 tháng kể từ khi họ bắt đầu quyết định. Tại sao? Bởi vì tôi đã đưa cho họ điều họ mong muốn. Hãy tìm điều họ muốn và chỉ họ thấy cách kinh doanh để đạt được điều đó. Vì thế, nếu họ muốn từ bỏ công việc làm công ăn lương, hãy chỉ cho họ cách để đạt được phụ thuộc vào mức thu nhập mà họ mong muốn có được và tương ứng sẽ là mức nào. Platinum, Emerald, một số người có thể là phải mức Diamond. Nếu bạn yêu thích công việc của bạn rất tốt, thế bạn có muốn có thêm một nguồn thu nhập để có sự đảm bảo về tài chính hay không? Rất nhiều người mong muốn có thêm một nguồn thu nhập bởi không biết điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể không bao giờ biết. Tôi nghe rất nhiều những câu chuyện trên khắp thế giới về việc người ta mất việc làm. Họ đã làm việc 20 năm trong suốt cuộc đời và đột nhiên họ mất việc. Mất đi nơi họ trông cậy vào, mất đi chế độ hưu trí, phúc lợi. Tôi có thể chỉ ra rất nhiều ví dụ đã xảy ra ở một số nơi, một số quốc gia, kể cả ở Hoa Kỳ. Điều này đã từng xảy ra và không phải một lần. Mọi người mất đi rất nhiều. Họ mất đi phúc lợi xã hội. Vì thế sẽ thật hữu ích nếu có thêm một nguồn thu nhập, có thêm một phương án bảo vệ, có thêm một lựa chọn để có được phong cách sống mà bạn khao khát. Bạn thấy đấy, bạn kết nối bằng cách đặt câu hỏi và sau đó khi bạn có câu trả lời từ mọi người và bạn biết điều gì bạn cần nói, điều gì bạn cần nhấn mạnh khi bạn chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Vì thế các bạn ơi, tôi vừa chia sẻ với các bạn 3 điểm bí ẩn của cuộc đời và khi các bạn trở thành Diamond, chúng ta sẽ nói thêm về những bí ẩn khác. Nhưng tôi biết các bạn có thể làm được. Với những thông tin tôi đưa các bạn ngày hôm nay, tôi biết các bạn có thể làm được. Bạn có thể làm được. Rất nhiều người trên thế giới đã làm được. Hầu như hàng ngày tôi đều nhận được các tin nhắn từ khắp nơi, từ các Diamond. Có cả Diamond ở đây, có cả Diamond ở những nơi khác. Rất hào hứng. Nó thực sự như vậy. Và các bạn cũng sẽ có phong cách sống như vậy. Lựa chọn của bạn. Bạn cần trân trọng và yêu những nguyên tắc này, những nhân tố này, và bạn phải làm những gì bạn cần làm để nó trở thành thực tế của bạn. Bây giờ, tôi biết bạn đã biết. Bạn không còn ở vị trí mà tôi đã nói lúc trước rằng rất nhiều người không biết những điều họ không biết. Giờ bạn đã biết những điều bạn biết. Giờ bạn phải áp dụng những điều này với sự kỷ luật. Cảm ơn các bạn đã ở đây và chúng ta đã dành thời gian cho nhau. Và bạn có thể thấy những chiếc xe lướt nước ngoài bãi biển. Đó là những điều tôi thường làm ở đây. Tôi đã mặc một chiếc áo phông rất đặc biệt tối qua. Đó là buổi tối có ý nghĩa. Chúng tôi đã có những bữa tối tuyệt vời. Nhưng các bạn ạ, chúng tôi chào mừng các bạn. Chúng tôi muốn thấy các bạn là số 1 và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời, một năm mới thật tuyệt vời.